Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác, như tiêu đề tôi đã nói, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác vài món dao đi đường. Lâu rồi tôi cũng không quay video giới thiệu các món dao rồi. Hôm nay nhân dịp có vài món dao tôi vừa đèn cho một bác, và một vài con dao thì là do dịch nên là không gửi được, thì tôi sẽ nói chi tiết cho các bác nghe sau. Còn bây giờ tôi xin giới thiệu cho các bác đây. Tôi xin nói giá luôn ngay bây giờ nhé. Đây là một con dao. Con này cũng không hẳn là con dao đi đường đâu các bác. Con này không hẳn là một con dao đi đường, mà là một con thái lọc chặt nhọn. Đây các bác. Các bác thích màu dao nào thì cứ gọi cho tôi hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại là 0332944668 các bác nhé. Đây là một con dao mèo 25cm. Các bác nào đã quá quen thuộc với mẫu dao này rồi thì đây. Một găng tay của tôi là tầm 21cm. Thì con này tầm 24-25cm rồi các bạn. 24-25cm rồi. Đấy. Con này đang bán với giá là 260.000 các bác nhé. Còn con này là con 25 cũng đang bán với giá là 260.000 không vỏ các bác nhé. Còn tất cả các con dao thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và thứ 8 con cuối cùng kia, tất cả đang được khuyến mại với giá là 330.000 một con các bác nhé. Tôi xin nhắc lại là 330.000 một con. Các bác thích con dao nào thì cứ gọi cho tôi hoặc là nhắn tin qua Zalo để tôi gửi ảnh, nếu mà các bác thích xem ảnh thực tế. Còn đây là video thực tế nhất rồi, các bác cứ đặt ngay trên video của tôi cũng được. Số điện thoại của tôi là 0332944668. Đây là một vài mẫu dao tôi sưu tầm mẫu trên mạng thôi. Tôi cũng sưu tầm các mẫu dao trên mạng về để mình thiết kế rèn da của tôi đây. Các bác thấy không? Cái màu cán cầm cực kỳ đẹp. Đây. Chất chạy. Đây là một con dao mèo. Cũng không phải là mèo. Gọi là dao mèo thôi. Đây là tôi. Mẫu này là tôi lấy trên mạng về để thiết kế. Các bác thích con nào mà nhìn thấy dao phúc sen là các bác phải nghĩ là nó vừa đẹp vừa rẻ vừa túi tiền nhất, nên là các bác yên tâm, dao thì rèn được từ dao từ thép nhíp mô tô Nga. Các bác nào có dao có thép tốt thì cũng gửi cho tôi để tôi rèn cũng được. Và đây là một số con dao, con số 1 260.000, con số 2 là một con dao mèo 25 cũng có giá 260.000. Tất cả còn lại là mỗi con 330.000 đang khuyến mại mùa dịch các bác nhé. Mùa dịch như là tôi biết các bác cũng đang khó khăn nên là cũng đang giảm giá, chỉ còn 330.000 một con, từ con số 3 đến con số 8 các bác nhé. Thực ra con này này, con này là cán 16cm, con này là có một bác đặt riêng rồi các bác, nhưng mà do dịch là không thể gửi được các bác nhé, nên là tôi cũng chịu thôi. Tôi cũng chỉ thông báo cho bác để biết là không để được hàng. Còn này một con dao tông, nhưng mà các bác để thích làm một cái cán dài 16 chốt đồng, chốt vòng đồng hai đầu của cán các bác nhé, nhìn rất là đẹp. Cái này các bác nào còn chê được nữa thì tôi cũng không biết nói kiểu gì được đấy. Con dao tông 30cm đánh nhám. Các bác nào không thích đánh nhám thì cứ bảo tôi nhé, để tôi không đánh nhám. Đây là con dao đen truyền thống 30cm, cán futang các bác nhé. Futang bởi vì sao? Đây, thép làn dao. Đây, phần chuôi dao thì có phần thép chuôi dài ra cắm ốp mà các bác.
các bác yên tâm. Cán này tôi bảo hành riêng, dao bảo hành riêng các bác nhé. 4 chốt đinh luôn. Con thế này mà không bền mới lạ, cầm cực kỳ vừa tay. Con này con 30 là sẽ hơi dày và hơi nặng một tí, cầm mới tầm tay cho các bác phù hợp, tay to các bác nhé. Đây một vài mẫu dao nữa đây. Cho con dao này thì dày gần giống nhau, dày gần giống nhau các bác nhé. Cán đây là cán tròn, con này là con cán tròn. Các bác không thích cán ốp thì có thể đặt cán tròn, không thích cán tròn thì đặt cán ốp các bác. Con này thì nhìn như con dao luôn, nó đặc biệt là cái này có thể treo. Đây là một vài con dao, đây là con dao mẫu thôi, mẫu là các bác nào thích đặt kiểu mẫu cái cán truyền thống như thế này thì có thể đặt bảo tôi không nữa, tôi làm được hết, làm được hết các bác nhé. Xin nhắc lại là con này 260.000 các bác nhé, con này cũng 260.000, còn lại mấy con là 330.000 đang khuyến mại. Đây, mắc nào còn thắc mắc gì thì cứ nhắn tin cho tôi hoặc là gọi điện cho tôi luôn cũng được. Rồi, tôi chỉnh lại một tí nó nét hơn. Đấy, ra cái này hơn chưa? Một vài mẫu dao. Các con có gì thắc mắc thì cứ nhắn tin cho tôi nhé. Con dao thải hiện giờ đang mưa nên là tôi không thể test dao cho các bác được xem được. Để dịp nào trời nắng đã thì tôi mới có thể test dao cho các bác nhé. Các bác biết cũng dao Phúc Sánh cũng lâu năm rồi thì chắc chắn là nhìn nó không bóng này rất là ưng rồi, nhoang mang về sưu tầm cũng được. Đây, tất cả con này đều có thể làm vỏ các bác nhé. Chú ý, các bác chú ý là tất cả những con này đều có thể làm vỏ, đều có thể làm vỏ các bác nhé. Này tôi còn con 15cm có vỏ nữa, nhưng mà thôi để video sau tôi sẽ quay con đấy cho các bác. Còn đây là 10 mẫu dao, vừa đi đường vừa chặt nhà bếp được các bác nhé. Đặc biệt là con này dùng trong nhà bếp chặt thịt gà vịt thoải mái luôn, chặt xương lợn. Các bác này chủ yếu các bác mua về con này rất chủ yếu cũng để sưu tầm để làm đẹp, dùng cũng chỉ là một phần thôi các bác. Tôi sẽ đánh số thứ tự trên video cho các bác xem nhé.